tối ngày 5 tháng 2, Jack cập nhật một số hình ảnh mới trên trang cá nhân. Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận được nhiều lượt like cùng các bình luận. Khoảng một tuần trở lại đây, trang Facebook của Jack không hoạt động, thay vào đó anh chỉ sử dụng Instagram. Kèm theo bức hình, giọng ca sóng gió cũng thả thính người hâm mộ khi chia sẻ anh sắp quay trở lại. Không những thế, Jack còn nói lời xin lỗi các fan của mình. Anh viết rằng, được làm điều mình thích, mặc những thứ mình muốn, chẳng rối ren mệt mỏi. Anh thích vậy nè, gần gũi trò chuyện. Ngày anh quay về nhà chúng mình, anh ôm cho đã một lần, nhảy cho đã một hôm. Không chỉ bắt tay rồi quay lưng đi như xưa nữa đâu, anh xin lỗi nhé. Dòng tâm sự của Jack khiến cộng đồng fan cảm động. Khán giả dành cho anh những lời động viên như thương anh lắm, Mel ơi, làm gì mình thích là được, mệt mỏi quá thì ngừng lại nghỉ ngơi, mọi người luôn ủng hộ anh. Sau hơn một tháng từ khi bùng nổ scandal, mâu thuẫn giữa Jack và công ty quản lý vẫn chưa đi đến hồi kết. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là bộ đôi Jack KICM không còn hoạt động chung. Theo một số nguồn tin trong giới, Jack đã có đơn vị quản lý mới và sẽ sớm trở lại. Vì vậy gần đây, nam ca sĩ gốc Bến Tre thường xuyên đăng tải hình ảnh hơn trước. Hy vọng anh sẽ trở lại con đường âm nhạc trong thời gian sớm nhất.